Tối qua 31 tháng 12, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, mùng 1 tháng 1 năm 2004, mùng 1 tháng 1 năm 2024 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất đã được tổ chức trọng thể. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự còn có các đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đã phát huy truyền thống cách mạng, một lòng đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, quy mô nền kinh tế được mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đến năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 118.000 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so với năm 2004. Tổng sản phẩm bình quân đầu người GRDP trên người năm 2023 đạt 94 triệu 700.000 đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tuy nhiên, để xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ cần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố. Tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế chính sách phù hợp, quy động nguồn lực trong và ngoài nước, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cả vùng, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của mọi người dân và cộng đồng về bảo vệ cuộc sống trước nguy cơ biến đổi khí hậu, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, bảo đảm môi trường, an toàn, ổn định nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng của thành phố phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tối qua, người dân thủ đô đã có một đêm không ngủ với màn đếm ngược thời khắc chuyển giao từ năm 2023 sang năm mới 2024. Phóng viên Hoàng Huy của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh rực rỡ của màn countdown ngay sau đây. Chúng ta đã chia tay với một năm 2023 đáng nhớ, vui có, buồn có, nhưng bỏ qua tất cả, chúng ta cùng nhau đón chào một năm mới 2024 đã tới. Và trong khoảnh khắc đầu tiên đón chào năm mới thì còn gì hạnh phúc bằng được ở cạnh người thân, gia đình, nắm tay những người thân yêu, cùng nhau bước sang năm mới với những niềm tin và những hy vọng mới. Hai vợ chồng già đây này, hai vợ chồng già mà còn rất thích đi Cà Lam, đi đón giao thừa đây này. Tôi thấy năm nay rất là đông vui, tưng bừng, tấp lập, vui lắm. Hy vọng một năm mới 2024 đến thì sẽ được nhiều điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc đến với mọi nhà, mọi người. Thì thật ra năm nay cũng là một năm kinh tế nó hơi suy thoái. Đấy, cũng mong năm tới thì sẽ tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn. Năm con rồng thì sẽ mọi người sẽ khấm khá và đi lên hơn. Chúng tôi yêu không khí đón năm mới ở Việt Nam. Chúng tôi chọn Việt Nam là điểm đón năm mới bởi những nét văn hóa, con người cũng như khí hậu ở Việt Nam rất đặc sắc. Nhân dịp năm mới 2024, xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin chúc mừng năm mới.
Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đó là không khí đón năm mới tại thủ đô Hà Nội. Còn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ chào đón năm mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây của chúng tôi tại Liên bang Nga, đất nước có hơn 14.000 người Việt đang sinh sống và làm việc. Đối với những người Việt Nam kinh doanh tại các khu chợ ở Nga, Tết Dương lịch là một trong những dịp hiếm hoi mà buổi sáng họ không phải dậy từ lúc 5 hoặc 6 giờ sáng, không phải tất bật lo dọn hàng, không phải lo ngày hôm nay chợ vắng hay không. Cũng như nhiều hộ gia đình người Việt Nam tại Nga, gia đình anh Bùi Văn Quyền dành thời gian chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn ưa thích và cùng bạn bè tụ tập ăn uống, chúc mừng nhau, mong một năm mới sẽ có nhiều sức khỏe, thành công, kinh doanh thuận lợi. Thực sự là với Việt Nam mình đi qua đây thì nó cũng giống như một cái Tết thay cho cái Tết quê hương, nhưng gần như cũng không có sự khác biệt nhiều. Cũng anh em cũng chuẩn bị có bánh chưng, rồi có hoa quả, cũng có gà, tất cả cũng không thiếu một cái gì, pháo hoa cũng có. Dù có xa quê, tuy nhiên những truyền thống của ngày Tết, tình đoàn kết của người Việt Nam vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và nhắc nhớ nhau mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tại khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, tối qua cũng vừa diễn ra chương trình nghệ thuật Măng Đen Thiên Đường Hồng. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch chào năm mới 2024 của tỉnh Kon Tum. Với sự tham dự của hơn 100 ca sĩ, người mẫu, chương trình nghệ thuật Măng Đen Thiên Đường Hồng chào năm mới 2024 đã khắc họa những nét đẹp độc đáo của thiên nhiên và con người Măng Đen, mang đến âm hưởng chào năm mới giữa đại ngàn Tây Nguyên. Dịp này, để tạo không khí chào năm mới 2024 cho khách tham quan thưởng lãm, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong sẽ tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc như là chợ phiên Măng Đen, trưng bày giới thiệu các hiện vật, văn hóa lịch sử, trà đạo và thực pháp. Các tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước cùng những giai điệu về mùa xuân đã được dàn dựng và biểu diễn công phu tại quảng trường mùng 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào tối ngày hôm qua trong chương trình nghệ thuật Đắk Lắk chào 2024. Chương trình đã mang tới cho người dân và du khách nhiều cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, mang lại cảm hứng cho năm mới với mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng là trung tâm của vùng Tây Nguyên.